Tôi là cả đời không xem báo chí, không xem truyền hình, không có điện thoại. Người ta tặng điện thoại cho tôi đều bỏ hết. Đó là gì vậy? Đó là ma, không phải là thứ tốt. Làm cho bạn ngày đêm không yên. Cổ nhân nói rất hay, biết nhiều chuyện thì phiền não nhiều. Quý vị ngày ngày xem những thứ này, quý vị làm sao mà không sanh phiền não được? Quý vị làm sao mà có thể đắc được chánh định tụ? Tất cả đều cử tuyệt không xem nữa. Tôi ngày ngày xem kinh Phật, ngoài kinh Phật ra không xem gì khác. Như vậy tâm mới có thể định lại được, không bị truyền nhiễm. Nếu như ngày ngày xem những thứ đó, tiếp xúc với những thứ đó, thì quý vị bị loạn lâu rồi. Chẳng những không thể giảng sanh, ngay cả kinh điển giáo nghĩa cũng không hiểu, xem cũng không hiểu. Vì sao vậy? Nhân tâm loạn rồi, tâm cung kính không còn nữa. Không có tâm cung kính, tuy có nghe giảng, tuy có đọc kinh, cũng rất khó đạt được lợi ích. Tâm họ để đâu đâu, họ không thể tiếp thu. Cho dù có niệm Phật một tràng hạt 108 tiếng danh hiệu Phật, họ cũng niệm không nổi. Họ niệm mấy tiếng liền quên mất, lại nghĩ những thứ khác. Một tràng hạt cũng niệm không xong, thì một ngày làm sao mà niệm được mấy vạn tiếng? Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ lúc giảng sanh nửa năm đó, ông nói với tôi, ông mỗi ngày niệm 140.000 tiếng danh hiệu Phật. Đó là gì? Chánh định tụ. Niệm Phật đạt đỉnh điểm rồi, những tạp niệm đều niệm đi hết. Chúng ta dùng phương pháp truy đỉnh niệm Phật, câu này tiếp nối câu kia. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trước khi giảng sanh nửa năm là 6 tháng, Ngài nói với tôi, Ngài buông xả tất cả rồi, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật, mỗi ngày niệm 14 vạn tiếng Phật hiệu. 14 vạn tiếng niệm như thế nào vậy? A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, câu này tiếp nối câu kia. Tôi từng làm thí nghiệm, mười phút niệm 1.000 tiếng. Hai mươi phút có thể niệm hơn 2.000 tiếng. Một giờ niệm 6.000 tiếng Phật hiệu. 10 giờ thì 6 vạn tiếng Phật hiệu. 20 giờ là 12 vạn tiếng Phật hiệu. Nếu như nhanh hơn một chút nữa thì 20 giờ là đủ rồi. 20 giờ là có thể niệm được 14 vạn tiếng. Người già thời gian nghỉ ngơi là 4 giờ, 24 giờ thì 4 giờ ngủ là đủ rồi. Thời gian còn lại đều đang niệm Phật, dốc sức niệm Phật.
Có cần như vậy không? Là làm cho chúng ta xem. Hai mươi giờ niệm 14 vạn tiếng, không được có vọng tưởng xen vào trong đó. Vọng tưởng không thể vào được. Không có tạp niệm, không có vọng tưởng, thì nửa năm giảng sanh, ông cũng là đang biểu pháp, biểu pháp cho chúng ta xem. Tấm gương tu hành của người xưa. Pháp sư Hoài Ngọc đời nhà Đường, một đời thường ngủ ngồi tụng kinh Di Đà 300.000 lần, mỗi ngày niệm Phật 50.000 câu. Pháp sư Bảo Tướng mỗi ngày tụng kinh Di Đà 7 lần, niệm Phật 60.000 câu. Đại sư Đạo Trác mỗi ngày niệm Phật 70.000 câu. Pháp sư Tư Chiếu đời nhà Tống, mỗi sáng canh tư, tức là 1 đến 3 giờ, bắt đầu niệm Phật 30 năm như một ngày. Tổ thứ 11 của Tịnh Độ, đại sư Tỉnh Am đời nhà Thanh, từ năm 24 tuổi thọ cụ túc giới, sau đó mỗi ngày ăn một cử, tối đến ngủ ngồi, mãi đến khi tuổi già, mỗi ngày niệm Phật 100.000 câu. Và trong phòng khách của ngài treo một bài văn ngắn Thôn Hương Trai Minh, nói như vậy: quý khách đến thăm chớ nói chuyện đời, duy đàm chuyện đạo, thời gian gặp mặt định trong tất nhan, không tận nhân tình, không vướng lễ thế tục, hiểu ta hay trách ta cũng không sao cả. Vì sao cổ nhân tu hành có thể ngày đêm không ngừng dụng công, không nghỉ ngơi? Vì tâm sanh tử của họ rất tha thiết, nghĩ đến sanh tử đại sự, nghĩ đến vô thường nhanh chóng, nên dù một phút cũng không dám buông lung. Chúng ta muốn học theo ông thợ giá nội, học không nổi, vì niệm Phật không kiên trì, thường hay gián đoạn. Nguyên nhân chính là do tâm sanh tử không tha thiết. Cho đến vị lão hòa thượng cận đại nhất là ngài Hải Hiền. Kỳ thực bao gồm tất cả những người đã giảng sanh được ghi trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, họ đều có một điểm giống nhau trong sự thành tựu việc niệm Phật. Đó là gì? Chính là tâm sanh tử tha thiết. Đây là một tiền đề lớn thường dễ bị nhiều người bỏ sót. Chúng ta xem DVD của lão hòa thượng Hải Hiền. Cả một đời của ngài, mỗi thời mỗi lúc mỗi nơi đều tiết lộ tâm sanh tử vô cùng tha thiết của ngài. Một khi sanh tử tâm thiết thì nhất định tâm cầu giảng sanh cũng rất tha thiết, nhất định mong mỏi sớm một ngày giảng sanh. Thế giới này khổ không kể xiết, lưu lại đây để làm gì? Tốt nhất vừa nhắm mắt, A Di Đà Phật lập tức dẫn ta đi, một phút cũng không muốn ở lại thêm làm gì. Như ngài Hải Hiền vậy, đây gọi là chân tín thiết nguyện. Chúng ta đọc thơ của người xưa sẽ hiểu được loại tâm tình này. Thí dụ như mọi người đều quen thuộc câu nói của ngài Trung Phong Quốc Sư: tiện tự kim triều thành Phật khứ, lạc ban hóa chủ dĩ khiêm trì, ná kham canh dục chi hồ giả, quản thủ luân hồi một liễu thời. Tạm dịch: ngay giờ giảng sanh đi thành Phật, A-di-đà Phật đã chê muội, còn muốn luận bàn kinh với giáo, cam chịu luân hồi không ngày xa. Chúng ta lại xem bài thơ của đại sư Nhật Quán: trong mộng khóc với Phật, nguyện con sớm ra đi, hoa sen tuy bé nhỏ, vĩnh thoát dực luân hồi. Ý nói là dù trong giấc mơ cũng không ngừng gian sinh khóc với Phật,
cho con sớm rời khỏi ta bà, trở về với Ngài. Không mong cầu cao lắm, chỉ cần đóa sen nhỏ be bé hé nở thôi. Từ nay sẽ vĩnh viễn thoát khỏi vực thẳm của tử ma, vĩnh viễn giải thoát. Điều này đã nói rõ trong tâm của Ngài. Duy chỉ một nguyện vọng lớn nhất là vãng sanh thế giới Cực Lạc, là thật tâm cầu nguyện vãng sanh. Bây giờ chúng ta xem nguyên văn. Hai câu nói của Ngài Hải Hiền: này ta đã hơn 100 tuổi rồi, phải vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Lão Phật gia, tức nói A-di-đà Phật, là căn gốc của Lão Hòa Thượng ta. Ta đã mấy lần cầu xin Lão Phật gia cho đi theo Ngài, nhưng Lão Phật gia không chịu và nói: còn tu tốt, phải sống thêm 2 năm nữa để làm gương cho mọi người. Một câu nói khác của Ngài Hải Hiền: ta phải gấp rút niệm Phật, cầu A-di-đà Phật đến đón. Hai câu nói trên của Ngài, chúng ta chớ có xem thường và hãy tự hỏi: cả một đời này có được mấy lần phát xuất từ nội tâm thật cầu vãng sanh? Lại có được mấy tiếng Phật hiệu xuất phát từ tâm tin sâu nguyện thiết, hoàn toàn nhiếp tâm để trì niệm? Đây là vấn đề nghiêm trọng và phổ biến. Vì sao niệm Phật không vãng sanh? Ấn Quang Đại Sư nói: nguyện vãng sanh ít thật do tín nguyện không tha thiết tạo nên. Ngài Hải Hiền cả đời duy trì lục tự hồng danh, thời thời khắc khắc, ngày ngày tháng tháng, năm này qua năm nọ, không hề gián đoạn. Vì sao Ngài có thể làm được như vậy? Chúng ta hiện nay đừng nói từ đầu đến cuối năm đều niệm Phật, ngay cả một ngày niệm Phật cũng niệm không được tốt. Khi tinh thần tỉnh táo thì vọng tưởng, lúc uể oải thì ngủ gục. Niệm một hồi không muốn niệm nữa, hoặc niệm không vô, có phải vậy không? Tóm lại, sở dĩ Ngài Hải Hiền có thể 24 giờ câu Phật hiệu không gián đoạn là do tâm sanh tử tha thiết. Tấm gương tu hành của người xưa. Pháp sư Hoài Ngọc đời nhà Đường, một đời thường ngủ ngồi, tụng kinh Di Đà 300.000 lần, mỗi ngày niệm Phật 50.000 câu. Pháp sư Bảo Tướng, mỗi ngày tụng kinh Di Đà 7 lần, niệm Phật 60.000 câu. Đại sư Đạo Trác, mỗi ngày niệm Phật 70.000 câu. Pháp sư Tư Chiếu đời nhà Tống, mỗi sáng canh tư, tức là 1 đến 3 giờ, bắt đầu niệm Phật 30 năm như một ngày. Tổ thứ 11 của Tịnh Độ, đại sư Tỉnh Am đời nhà Thanh, từ năm 24 tuổi thọ cụ túc giới, sau đó mỗi ngày ăn một cử, tối đến ngủ ngồi, mãi đến khi tuổi già, mỗi ngày niệm Phật 100.000 câu. Và trong phòng khách của Ngài treo một bài văn ngắn: Thôn Hương Trai Minh, nói như vậy: quý khách đến thăm chớ nói chuyện đời, duy đàm chuyện đạo, thời gian gặp mặt định trong tất nhan, không tận nhân tình, không vướng lễ thế tục, hiểu ta hay trách ta cũng không sao cả. Vì sao cổ nhân tu hành có thể ngày đêm không ngừng dụng công không nghỉ ngơi? Vì tâm sanh tử của họ rất tha thiết, nghĩ đến sanh tử đại sự, nghĩ đến vô thường nhanh chóng, nên dù một phút cũng không dám buông lung. Chúng ta muốn học theo ông thợ giá nội học không nổi, vì niệm Phật không kiên trì, thường hay gián đoạn. Nguyên nhân chính là do tâm sanh tử không tha thiết. Sư phụ của Ngài tu hành ở chùa Quảng Tế Bắc Kinh 12 năm không ra khỏi thiền đường. Sau khi nhà nước mới của Trung Quốc thành lập, thiền đường ngừng việc cúng giáng đàn. Truyền giới công mới trở về núi Đồng Bách kết cỏ tranh khai hoang, dẫn đồ đệ vất vả cần cù canh tác, cùng lúc nuôi trồng dược liệu,
đích thân làm y phụ. Trung Quốc từ Tùy Đường đến giữa Triều Thanh, Phật pháp hưng thịnh, trong mỗi một tông đều có cao tăng đại đức xuất hiện. Người minh tâm kiến tánh thật có. Hòa thượng Hay Hiền đã minh tâm kiến tánh rồi. Hòa thượng Truyền Giới, sư phụ của ngài, cũng là người minh tâm kiến tánh. Sư phụ có thể nhìn ra người đồ đệ này là pháp khí, đây là công phu của ngài. Từ chỗ nào nhìn ra? Từ tư chất của ngài, cũng chính là tính bẩm sinh mà chúng ta nói đến. Hòa thượng Truyền Giới biết có người này, tuy chưa từng đi học, là một đứa trẻ rất nghèo khổ, nhưng bản tánh rất tốt, chân thành, thật thà, nghe lời, thật làm. Phạm là người như vậy đều sẽ có thành tựu. Chỉ cần con đường chỉ thị chính xác rồi, người này thật có thể thành công. Sư phụ của Hòa thượng Ái Hiền có thể quán cư, ngài ứng cơ thi giáo. Đối với người nào dạy pháp gì, nếu như người này có thể giác ngộ, biết thế giới này khổ, hy vọng lìa khổ, cũng nghe nói thế giới cực lạc vui, nguyện cầu vãng sanh, đây là người thượng căn. Người thượng căn thì khuyên anh ta niệm Phật nhập môn, người trung căn chỉ quán nhập môn, người hạ căn lễ sám nhập môn. Sư phụ của Hòa thượng Hải Hiền chỉ dạy ngài một câu Nam Mô A Di Đà Phật, dặn dò ngài niệm liên tục. Hải Hiền thật sự vui vẻ tiếp nhận. Ngài không có trả lời thầy, không nghịch đạo, tuân thủ lời dạy dỗ của thầy. Một câu A Di Đà Phật từ sáng đến tối, một câu tiếp nối một câu không gián đoạn, cả đời không có thay đổi. Sau khi minh tâm kiến tánh, cái gì cũng biết, thế nhưng không nói. Nếu có người hỏi ngài, ngài cười mà không đáp, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Thời kỳ văn hóa đại cách mạng, Hồng Vệ Binh bị mất tháp của Hòa thượng Truyền Giới, thế nhưng lại phát hiện mộ huyệt trống rỗng, không nhìn thấy tro cốt. Hòa thượng Truyền Giới nhìn xa thấy trước, đem cho cốt giấu dưới tháp, cho nên không bị phát hiện. Vì sao? Hòa thượng Hải Hiền tìm thấy tro cốt của sư phụ dưới một phiến đá xanh phía dưới mộ huyệt. Ngài gặp vô vàn khó khăn mới bảo tồn lại được tro cốt của sư phụ. Mãi đến năm 1991, Hòa thượng Hải Hiền mới đích thân dẫn đồ đệ xây tháp bên động Đào Hoa trên núi Đồng Bách, và đem tro cốt của sư phụ an táng lại. Mỗi năm tiết cúng tế, Hòa thượng Hải Hiền nhất định phải đi bái tế mộ tháp của sư phụ. Thiền sư Trực Tánh, sư phụ của pháp sư Truyền Giới, sư công của Hòa thượng Hải Hiền, vào cuối Thanh đầu Dân Quốc có thể gọi là thiền môn Thạc Đức, đạo đức thánh cao. Những năm cuối đời, theo lời thỉnh cầu của chư đệ tử phía Bắc, di cư đến viện Di Lặc ở Bắc Kinh. Thiền khách trong nước nghe danh mà đến như mây mù dày đặc. Viện Di Lặc ít hôm biến thành Tùng Lâm Đại Tự Viện, cùng với chùa Cao Mân và chùa Kim Sơn ở miền Nam liên hệ phối hợp nhau từ xa. Lúc bấy giờ thiền khách đều biết Nam hữu Cao Mân Kim Sơn, Bắc hữu Di Lặc Thiền Viện. Năm 1952, Chân Không Thiền Sư Thượng Nhân, Thiền Sư Trực Tánh, sau khi nhập định 14 ngày, đoan tọa mà tịch, thọ thế 80 năm. Sau khi trà tỳ hỏa táng, được hơn 120 viên xá lợi màu đỏ trắng. Năm 1954, các đệ tử của Chân Không Thượng Nhân bộ hành đến Bắc Kinh, nghênh thỉnh và hộ tống linh cốt của Chân Không Thượng Nhân về an táng tại chùa Tháp Viện núi Đồng Bách. Pháp sư Hải Mặc, pháp sư Hải Biên là những vị từng cùng với Hòa thượng Hải Hiền kết am cộng tu trên núi Đồng Bách, và bản thân Hòa thượng Hải Hiền đều đã tham gia hàng ngũ hộ tống lần này. Hòa thượng Hải Hiền không những thực hiện đức hạnh tôn sư trọng đạo đầy đủ đối với sư phụ, sư công
mà còn vào những năm tháng khó khăn, từng một mình phụng dưỡng năm vị trưởng lão cao niên. Đầu năm 1948, một đám du côn giả mạo quân đội đến chùa Vân Đài, chùa Phổ Hóa và chùa Bảo An vân vân cướp bóc, đồng thời ép buộc tăng ni rời khỏi chùa chiền. Tăng nhân trẻ tuổi ồ ạt chạy trốn, chỉ có năm vị tăng nhân già yếu không có sức xuống núi. Hòa thượng Hay Hiền bàn đón các trưởng lão đến chùa Tháp Viện chăm sóc. Trong suốt thời gian dài mấy chục năm, chùa chiền không có cúng dường nhang đèn, hầu như là một mình Hòa thượng Hải Hiền cả ngày vất vả cần cù, mãi đến khi các ngài từng vị một vãng sanh. Trong thời gian này, lão Hòa thượng còn phải chăm sóc mẹ già. Hòa thượng ban ngày cày ruộng đào thảo dược, buổi tối lạy Phật, thường thường lại đến đầu chóng mắt hoa. Hòa thượng cứ như thế ngày rồi lại qua ngày, vất vả cực nhọc. Phật nói phải hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Bên trong hiếu là cha mẹ làm đại diện, kính là thầy giáo làm đại diện. Phải tôn kính sư trưởng, tôn trọng đạo mà họ đã truyền, cái gọi là tôn sư trọng đạo. Thân mạng của chúng ta có được từ cha mẹ, huệ mạng trí huệ của chúng ta có được từ thầy giáo. Một người cả đời phải nhớ công ơn trồng cây, hai ân nhân này không được quên. Hiếu thân, kính sư cũng là mỹ đức của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Hiếu là căn của văn hóa truyền thống Trung Quốc, kính là bổn của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Chúng ta lấy thực vật làm ví dụ. Bổn chính là thân cây chính, là từ căn mà sinh ra. Trên thân cây chính có nhánh cây, từ nhánh cây lại chia ra cành cây, lại có thêm cành lá hoa quả. Những cành lá hoa quả này đều là từ một gốc rễ mà sinh sản ra. Giáo dục thánh hiền, Phật pháp đại thừa, nền móng đều là hiếu thân tôn sư. Cho nên văn hóa truyền thống của Trung Quốc và Phật pháp đại thừa là cùng một gốc rễ. Lão Hòa thượng Hải Hiền lễ thanh minh hàng năm và mùng 1 tháng 10 còn phải trở về quê nhà lên mộ tế tổ, bái tế thầy giáo. Điều này một cái là hiếu thân, một cái là tôn sư. Hiếu kính hai chữ này Hòa thượng Hải Hiền đã làm ra tấm gương cho người đời. Chương 5. Những năm đầu trên núi Đồng Bách. Hòa thượng Hải Hiền từ năm 20 tuổi xuất gia đến 81 tuổi trước khi đến chùa Lai Phật thường trú, liên tục sống trên núi Đồng Bách. Bây giờ do đường núi gập ghềnh, chùa chiền lại xa xôi, nơi hiểu lánh ít người đến, cho nên chùa chiền rất ít có sự cúng dường của cư sĩ và bá tánh. Sinh sống hoàn toàn dựa vào bản thân lao động cày cấy. Hòa thượng Hải Hiền vô cùng cần mẫn, làm công việc gì cũng không tiếc công sức, gánh nước, rửa rau, nấu cơm, rửa chén, chùi nồi, việc nào cũng dành làm. Hòa thượng cố gắng hết sức không để thầy và các huynh đệ nhúng tay vào, trong tâm luôn nghĩ rằng để họ có nhiều thời gian hơn nữa để tu tập. Chùa chiền trên trên dưới dưới, trong trong ngoài ngoài, bao gồm nhà vệ sinh, Hòa thượng Hải Hiền đều sửa sang, quét dọn thật sạch sẽ, đặt mình vào trong công việc, cảm thấy thoải mái vui vẻ. Quần áo và đồ dùng hàng ngày của thầy và các huynh đệ, các dụng cụ nhà Phật, pháp khí và phẩm vật trang trí, Hòa thượng cũng có thể kịp thời rửa sạch và sắp xếp, làm cho không bị dính bụi nhơ. Lúc đó, pháp sư truyền giới, thầy của Hòa thượng thường nói với các đệ tử: Hải Hiền là tu Phật ở trong đời sống thực tế đấy. Tôi là cả đời không xem báo chí, không xem truyền hình, không có điện thoại. Người ta tặng điện thoại cho tôi đều bỏ hết.
Đó là gì vậy? Đó là ma, không phải là thứ tốt, làm cho bạn ngày đêm không yên. Như Lão Hòa Thượng Hải Hiền vậy, cần nói thì sẽ nói, Ngài không cần nói thì không nói. Không làm cho người khác có nghi hoặc, không làm cho người khác khởi vọng niệm. Lão Hòa Thượng muốn thường nhắc nhở mọi người, trong lòng của mọi người đều là vọng niệm, đều là vọng tưởng. Không nói chính là một cái Phật hiệu dạy cho bạn cao minh đến tột cùng. Bạn hỏi tôi cái gì? Không có. Bạn lại hỏi tôi thì tôi sẽ nói. Đều nằm ở trong câu Phật hiệu. Một câu Phật hiệu là danh hiệu của tất cả chư Phật Bồ Tát, đều nằm ở trong đó. Không cần niệm những thứ khác, niệm một câu A-di-đà Phật. Tất cả kinh giáo, tất cả các pháp môn đều nằm hết trong câu Phật hiệu này. Niệm câu Phật hiệu này thì có được tất cả kinh pháp của tất cả chư Phật trong vũ trụ, đều nằm hết ở trong này. Khi đến thế giới Cực Lạc, toàn bộ sẽ hiểu hết. Không phải là gạt mọi người. Một câu Phật hiệu này không bao giờ được phép quên. Quên là sai lầm rất lớn. Nhưng hầu như chúng ta chỉ trong nháy mắt là quên đi. Tại sao vậy? Vì không hề biết. Sanh tử rất đáng sợ. Tâm sanh tử không khẩn thiết. Tâm sanh tử của Ngài Oánh Kha rất khẩn thiết. Nên 3 ngày 3 đêm đã niệm được A-di-đà Phật đến. Dạo gần đây chúng ta xem thấy có 2 đứa bé. Một cháu 13 tuổi ở Liêu Ninh mắc phải căn bệnh nghiêm trọng, chưa từng tiếp xúc qua Phật giáo. Vào lúc ấy lại gặp được người học Phật giảng giải y chánh trang nghiêm của thế giới Cực Lạc cho cháu nghe. Cháu nghe rồi sanh tâm hoan hỷ, liền chịu tiếp nhận. Niệm được 2 tháng, tức 60 ngày thì vãng sanh. Trước đó chúng ta còn xem thấy một cháu bé, cháu nhỏ mới 10 tuổi. Đứa trẻ này niệm Phật 3 năm, 7 tuổi bắt đầu niệm. Người trong nhà học Phật, cha mẹ là người học Phật, cha mẹ tụng kinh A-di-đà. Lúc đó cháu 7 tuổi, hỏi cha niệm cái gì vậy? Cha cháu bảo rằng đang niệm kinh A-di-đà. Thế nào là kinh A-di-đà ạ? Người cha mới kể nguyên do của kinh A-di-đà cho cháu nghe. Đứa trẻ này nghe rồi hoan hỷ. Thế giới Cực Lạc của A-di-đà Phật tốt như vậy. Cháu liền thưa với cha rằng, cha có thể đưa con đi xem thử có được không ạ? Người cha nói, cha không đưa con đi được. Vậy ai mới dẫn con đi được? A-di-đà Phật có thể đưa con đi. A-di-đà Phật ở đâu ạ? Con hãy niệm Ngài. Con cứ một mực mà niệm A-di-đà Phật liền sẽ đến đưa con đi. Niệm được 3 năm đến khi 10 tuổi. Trước lúc vãng sanh một ngày, nói với cha rằng A-di-đà Phật sẽ đến tiếp dẫn con phải về nhà rồi. Ngày mai A-di-đà Phật sẽ đến tiếp dẫn con. Cháu xin cha mình mời những bạn bè thân thiết của gia đình tới tiện cháu vãng sanh. Bạn bè thân thuộc nghe có chuyện này, nói đúng là trẻ con, lời của trẻ con sao có thể cho là thật được. Nhưng cha mẹ cháu thì tin. Cháu bé niệm Phật 3 năm,
Còn có một số người lại bảo, thôi cứ đi xem thử, xem coi là thật hay giả. Thời gian đến rồi, cháu thật sự vãng sanh. Câu chuyện này, chúng tôi biết, tương lai nhất định được viết trong bộ Vạn Sanh Truyện. Nói với mọi người, thế giới cực lạc có thật, A Di Đà Phật có thật. Người bạn nhỏ này niệm Phật 3 năm, Phật quả nhiên đến thật. Không phải tâm mạng của cô bé đến kỳ rồi, mà là thế giới cực lạc quá tốt, cháu thấy được, nên cầu A Di Đà Phật đưa cháu đi ngay bây giờ. Không muốn ở lại thế gian này chờ đợi thêm mấy chục năm nữa, cháu không muốn. Đây đều là những người hết sức thông minh. Người xưa Trung Quốc dạy rằng phúc chí tâm linh, phước báo hiện tiền, trí huệ liền xuất hiện, trí huệ xuất hiện, nên không muốn ở cõi này thêm nữa. Cầu vãng sanh, đây đều là biểu pháp. Mỗi người có các biểu pháp riêng của người đó. Quy tụ lại đều là đối với hiện trạng của Tây Phương, thế giới cực lạc đều rõ như lòng bàn tay. Biết rất rõ. Nhìn thấy những chân tướng sự thật này, chúng ta cần phải hạ quyết tâm, quyết định không được phép từ bỏ cơ hội lần này. Trong đời quá khứ, chúng ta biết, ta từng gặp được cái pháp môn này không chỉ một lần. Cho nên chúng ta ngày nay có thể gặp được, hơn nữa gặp được rồi rất vui vẻ, rất hoan hỷ. Cái tâm vui vẻ hoan hỷ này vẫn không đủ. Tại vì sao vậy? Bạn vẫn chưa có thật buông xả triệt để, một lòng một dạ niệm Phật cầu sanh tịnh độ, cái này vẫn chưa làm được. Đây chính là thiện căn phước đức nhân duyên có mà không đủ. Thế thì làm như thế nào tăng cường thêm? Tăng cường có được không vậy? Được. Dùi mãi không thôi. Thật sự phải làm được, tranh thủ từng giây từng phút. Ta tuyệt đối không thể để thời gian luống qua. Mỗi một giây đều là A-di-đà Phật. Tranh ở đây là gì vậy? Là tranh thủ đời này thành tựu. Nghĩ gì khác, làm gì khác. Quên hết A-di-đà Phật rồi, đó chính là tạo nghiệp luân hồi. Bất luận làm việc gì, giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền vậy, trong tâm toàn là A-di-đà Phật. Đó chính là niệm niệm đều là công đức, tích lũy công đức. Bất luận làm sự việc gì, trong tâm cũng có Phật hiệu. Niệm Phật cùng làm việc không có cản trở nhau. Làm việc là có dụng tâm, có dụng sức. Dụng sức không cản trở, dụng tâm có cản trở. Nếu như là dụng tâm thì ngưng Phật hiệu lại, trọn vẹn làm việc cho tốt. Sau khi làm tốt rồi thì đun sự ra, lập tức đề khởi Phật hiệu. Cần tập thói quen này. Tốt nhất là phương diện sự này càng ít càng tốt. Tùy duyên không phan duyên.
vậy thì tốt. Tóm lại phải dành thời gian để niệm Phật, vậy thì đúng. Cực lạc có Phật A Di Đà để cho chúng ta nhiếp tâm truyền chú, thu tâm lại, thu ở một nơi, chỉ nghĩ đến A Di Đà Phật, chỉ niệm A Di Đà Phật, nhất tâm hy vọng cầu sanh thế giới cực lạc. Đây mới là đúng. Dùng cái tâm vọng niệm này thì danh hiệu Phật, niệm một danh hiệu Phật khoáng trừ bá thiên vạn ức vọng tưởng ly niệm. Nói ra tác dụng của việc niệm Phật, tại sao phải niệm Phật? Khi không có niệm Phật, bạn sẽ có vọng tưởng và tạp niệm vô lượng vô số. Cái vọng tưởng và tạp niệm này chính là cái nhân của lục đạo luân hồi. Có nhiều vọng tưởng và tạp niệm như vậy là bạn đang tạo ra lục đạo luân hồi. Cho nên lục đạo luân hồi nó vĩnh viễn tồn tại, nó sẽ không mất. Là nguyên nhân gì? Là do bạn ngày ngày đang tạo ra nó. Bây giờ kêu bạn thay đổi ý niệm lại, chuyên niệm A-di-đà Phật. Niệm A-di-đà Phật là tạo ra thế giới cực lạc. Vọng tưởng tạp niệm là tạo ra lục đạo luân hồi. Thế giới cực lạc là A-di-đà Phật. Nhất tâm truyền chú thành tựu. Chúng ta hôm nay cũng nhất tâm truyền chú, cùng tương ứng với Phật A-di-đà, mới có thể được vãng sanh thế giới cực lạc. Phải hiểu cái đạo lý này, bạn mới chịu niệm Phật, mới chân thật niệm Phật. Vốn dĩ không chịu buông xả, hiểu rõ rồi, minh bạch rồi, ta cần phải buông xả. Buông xả cái gì? Buông xả luân hồi, không tạo ra luân hồi nữa. Có Phật hiệu này phải bắt chước. Lão Hòa Thượng Hải Hiền, Ngài đã niệm hết 92 năm. Mục đích là gì? Mục đích là kêu chúng ta phải nhìn cho tường tận, nhìn cho rõ ràng, bắt chước theo tấm gương của Ngài là được. Rất là đơn giản. Ngài không biết chữ, không có đi học qua. Cái đời của Ngài không có học qua kinh giáo, cũng không có niệm qua chú. Chỉ một câu A Di Đà Phật thì viên mãn thành tựu. Nam nữ già trẻ, hiền ngu bất hảo, mọi ngành mọi nghề, tất cả đều không có chướng ngại. Chỉ cần bạn chịu làm thì kiếp này của bạn có thể vãng sanh bất thoái thành Phật. Vậy phải niệm cho thuần thục. Đồng học chúng ta nên biết, đời này chúng ta thật quá may mắn. Bạn làm sao có thể gặp được pháp môn này? Gặp được pháp môn này, một đời là có thể thành tựu, không cần phải đợi đến đời sau. Hải Hiền, lão hòa thượng của chùa Lai Phật, vùng Nam Dương, tỉnh Hà Nam,
đã làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Bộ sách Lai Phật Tam Thánh Vĩnh Tư Tập, trong đó còn kèm theo một chiếc đĩa. Có một chiếc đĩa Lão Hòa Thượng 112 tuổi vãng sanh vào tháng Giêng năm ngoái, 112 tuổi, không biết chữ, chưa từng đi học. Sư phụ của ngài là một người hết sức phi thường, cũng giống như Lão Hòa Thượng Đế Nhạn vậy. Ngài Hải Hiền 20 tuổi xuất gia, sư phụ nhìn chàng thanh niên này có thiện căn. Thiện căn là gì? Là thật thà, nghe lời, thật làm. Người này đầy đủ thiện căn. Người thanh niên này có phước báo. Phước báo là gì? Không phải chỉ cho người có tiền của, không phải người có địa vị. Ngài có phước. Phước báo của ngài là sự chân thành. Người chân thành là người có phước, biết cung kính. Đối người, đối việc, đối vật đều cung kính. Thật khó được. Người cung kính có phước. Thứ ba là tâm địa thanh tịnh. Đồng nghĩa, ít vọng tưởng, ít tạp niệm. Người này là một đứa con hiếu thảo, là một đứa học trò ngoan. Lão sư gặp được một người như vậy, không bao giờ xem nhẹ mà bỏ qua. Phải dạy dỗ người đó cho tốt. Vì sao? Vì cuộc đời của người này có thể thành Phật. Ngày đầy đủ điều kiện thành Phật. Lão sư quả nhiên không nhìn lầm người. Sư phụ chỉ dạy ngài một câu Nam Mô A Di Đà Phật, chẳng dạy cái gì khác. Chỉ dạy ngài câu Phật hiệu như thế, dặn dò ngài cứ thế mà niệm tiếp tục. Câu Phật hiệu này ngài đã niệm suốt 92 năm, không hề chuyển hướng, không thay đổi pháp môn, chỉ thật thà mà niệm Phật hiệu, niệm 92 năm. Ngài 20 tuổi xuất gia, sư phụ dạy ngài, từ đó ngài bắt đầu niệm. Có người niệm Phật còn gặp phải ma chướng. Mấy ngày này đạo tràng chúng ta cũng có người bị hướng linh nhập vào. Chuyện này không phải do người nào đó dàn dựng ra, đây là sự thật không hề giả. Thật có tình huống này, tôi cảm thấy chuyện này cũng rất tốt. Họ đến biện pháp cho chúng ta, đối với chúng ta những thứ này đều là chân tướng sự thật. Chúng ta phải tin. Từng câu từng chữ được nói trong kinh Phật đều là lời chân thật. Phải tin sâu không nghi, phải y giáo phụng hành. Họ vì sao không thể vãng sanh đến thế giới cực lạc mà vẫn ở trong nẻo của quỷ thần, dùng cách thức nhập vào phụ thể để báo tin cho chúng ta vậy?
Điều này chứng tỏ sáu nẻo luân hồi là có thật. Nếu bạn không cố gắng tu cho tốt, bạn sẽ giống như họ vậy. Vì sao họ ra không nổi sáu nẻo? Vì họ buông không xuống. Điều rõ ràng nhất là không buông bỏ được ân oán, không buông được lòng yêu thích, thế nên đọa lạc vào trong nẻo ác. Nếu họ đến cõi người, họ sẽ không cần đến phụ thể, mà đến cõi trời lại càng không cần đến phụ thể. Phụ thể đều thuộc đường quỷ thần. Niệm Phật vẫn gặp phải ma chướng, đó là do tâm không thanh tịnh, do dự không quyết, trong tâm có hội nghi, bản tính bản nghi, mới dễ gặp phải những chuyện thế này. Niệm Phật, những tâm không thanh tịnh, do dự không quyết đó, niệm Phật mà còn nghĩ đến chuyện khác, nên không cảm ứng với Phật Bồ Tát. Ma quỷ nhìn thấy sẽ chẳng tôn trọng bạn, mà còn đùa giỡn cùng bạn, ám lên thân của bạn. Nếu chúng ta có tâm kiên định cầu sanh Tây Phương, một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật, mà không dám đến quấy rầy. Vì sao? Chư Phật hộ niệm bạn. Bạn niệm câu Phật hiệu này, liền cảm ứng A Di Đà Phật hộ niệm bạn. Thần hộ pháp sẽ hộ niệm cho bạn. Bọn tiểu yêu ma quỷ quái, họ thấy bạn cũng sẽ cung kính đối với bạn. Họ sẽ ở cách xa, chứ không dám chạm vào bạn. Họ tự động rời xa, hoặc ngược lại còn sanh tâm tôn trọng bạn nữa, không dám đụng chạm đến bạn. Vào cái thời loạn thế này, khổ không cởi xiết, tai nạn rất nhiều, không cách gì dự đoán được. Nhận thức rõ được tình cảnh trước mắt, ngoại trừ phương pháp này ra, không một phương pháp nào khác có thể cứu được chúng ta. Tôi có nghe nói những phụ thể này cũng rất từ bi, họ đến truyền những tin tức này cho chúng ta. Những tin tức này là thật là giả cũng không nhất định, có cái là thật, có cái là giả. Hoàn toàn phải xem công phu tu hành của chúng ta. Công phu tu học của chúng ta tốt thì truyền thụ những tin tức thật. Còn bản thân chúng ta vẫn chưa thật nghiêm túc tu hành, vậy những tin tức đó không đáng tin. Tóm lại, người chân thật tu hành, người thật làm, quỷ thần đều tôn kính bạn. Cái pháp này quả thật hiệu quả, ổn thỏa, nhanh chóng. Phương pháp này chính là một câu Phật hiệu niệm đến cùng, thời thời khắc khắc đều không đợi mất đi. Người tu tịnh độ phải chú trọng đối với định huệ tam học. Những chuyện không nhất thiết phải nghĩ thì hãy buông xả, đừng để trong tâm.
nhất định phải biết cái gì là thật, cái gì là giả. Câu Phật hiệu là thật, ngoại trừ câu Phật hiệu này ra, còn lại đều là giả. Chúng ta cũng chẳng dễ dàng gì, học Phật học hết mấy chục năm mới làm rõ ràng, sáng tỏ được, hiểu tường tận, được chân tướng sự thật này, về sau sẽ không thể tiếp tục mê nữa. Vì sao? Vì ta nhất quyết phải đến thế giới cực lạc. Thật đến có cái tâm này, có cái nguyện này, thế giới này là giả, buông bỏ toàn diện, buông bỏ một cách triệt để, đừng tiếp tục đi tranh với người. Câu Phật hiệu này có hiệu quả, ổn định và nhanh chóng. Ngày đêm sáu thời niệm Phật chính là thiện căn không thể nghĩ bàn. Một khi có cơ hội liền phải báo ân Phật, có cơ hội liền đem pháp môn này giới thiệu với mọi người, khuyên người. Chính mình niệm Phật cũng khuyên người niệm Phật, bản thân mình không niệm Phật mà khuyên người niệm Phật, người ta nói bạn là giả. Niệm Phật tốt, thế sao bản thân bạn lại không làm? Càng dạy người chỉ bằng một lời: niệm Phật cho tốt, mọi thứ khác đều là giả. Không luận gặp người nào, không luận vào lúc nào, bất kể trong trường hợp nào, Ngài cũng chỉ có một câu như thế: bình đẳng phổ độ hết thảy chúng sanh. Chúng sanh nếu nhờ nghe hiểu rồi, y giáo phụng hành, đời này nhất định vãng sanh. Phàm là không thể vãng sanh, chỉ có thể nói ấy đều là do không đạo thật. Vọng tưởng tạp niệm của bản thân quá nhiều, nhiều chủ ý sai rồi. Chư vị hãy nghĩ mà xem, chúng tôi mấy năm nay vì sao lại buông bỏ kinh Hoa Nghiêm? Tất cả kinh giáo đều không học nữa, chỉ có mỗi bộ kinh Vô Lượng Thọ này thôi. Như thế ít vọng tưởng, ít tạp niệm, mọi hoạt động tôi đều không tham gia. Phải tranh thủ từng giây từng phút niệm Phật. Mỗi phút đều là A-di-đà Phật, mỗi giây đều là A-di-đà Phật. Một giây niệm một câu Phật hiệu, không để đúng qua một giây nào. Một giây khởi vọng tưởng thì sai rồi. Tại sao không ráng niệm Phật cho tốt chứ? Chúng ta chỉ có một phương hướng, đó là Tây Phương Thế Giới Cực Lạc. Chỉ có một mục tiêu là vãng sanh Thế Giới Cực Lạc, thân cận A Di Đà Phật. Buông xả hết, cái gì cũng phải buông xả. Vạn sanh tịnh độ cùng chứng đại giác, đấy cũng chính là từ các hành hiện lý vậy. Vì thế hiện công lão hòa thượng từ bi đến tột bờ, vào lúc này làm ra tấm gương người niệm Phật cho chúng ta xem, thật là tấm gương tốt.
Tôi gặp Đại sư Chương Gia, xin thọ giáo với Ngài rằng Phật Pháp có bí quyết gì làm cho con nhanh chóng khế nhập được? Ngài nói với tôi có. Nhìn cho thấu, buông bỏ được, đây là chỉ điểm cho tôi một con đường. Nhìn thấu là trí tuệ, buông bỏ là công phu. Công phu không phải quý vị mỗi ngày tụng kinh nhiều ít, lạy Phật nhiều ít, niệm mấy vạn câu danh hiệu Phật, không phải. Không phải điều này, mà là buông bỏ. Thầy giáo nói với tôi công phu là quý vị buông bỏ nhiều ít. Đây là công phu thật. Ngoài ra điều là hình thức. Thầy giáo nói Phật Pháp trọng thực chất, không trọng hình thức. Nhìn thấu là trí tuệ. Trí tuệ từ đâu mà có? Từ buông bỏ mà có. Tất cả đều buông bỏ, tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ. Tâm tạp loạn sanh phiền não. Tâm tự tư tự lợi, tâm tham sân si mạn nghi sanh phiền não. Tâm danh lợi sinh phiền não. Tâm thanh tịnh sinh trí tuệ. Quý vị muốn trí tuệ hay là muốn phiền não? Rất đơn giản. Muốn trí tuệ, vậy tôi phải có tâm thanh tịnh. Tôi đem những thứ phiền não này, những thứ lộn xộn này buông bỏ hết. Điều này rất quan trọng. Cổ nhân nói một câu rất hay: biết việc ít thì phiền não ít. Biết nhiều người thì thị phi nhiều. Biết nhiều người quá thì thị phi nhiều. Biết nhiều việc qua phiền não cũng nhiều. Quý vị mỗi ngày xem tivi, mỗi ngày đọc báo chí, mỗi ngày tiếp xúc với rất nhiều tin tức, quý vị làm sao mà không sanh phiền não được? Tôi phiền não ít hơn quý vị. Vì sao vậy? Quý vị tìm phiền não, tôi không tìm phiền não. Tôi không xem tivi, tôi không đọc báo chí. Một năm tiết kiệm được không ít tiền, không tốn khoản chi tiêu này. Tôi đối với sự việc trong thế gian này, tôi không hy vọng mình biết. Ngày ngày tôi xem được đều là thiên hạ thái bình, đều vô cùng hoan hỷ. Người ta hỏi tôi hôm nay như thế nào, hôm nay xã hội rất an định, không có việc gì cả. Địa phương nơi tôi cư trú, tôi có thể nhìn thấy được, có thể nghe thấy được. Nơi này không có việc gì, rất tốt, rất bình thường. Một ngày có thể sinh hoạt trong môi trường như vậy, đây gọi là cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Một ngày hạnh phúc mỹ mãn, ngày ngày đều như vậy, vậy thì quý vị sẽ hạnh phúc mỹ mãn cả đời rồi. Ngày ngày đọc kinh, sinh hoạt với Phật Bồ Tát, quý vị xem an vui biết bao. Nếu như mỗi ngày sanh phiền não, đó là bất định tụ, và tà định tụ. Họ sống cuộc sống với yêu ma quỷ quái. Quý vị có thể không đọa lạc được sao? Nghĩ đến không đọa lạc điều không thể rồi. Quý vị tu hành không khỏi bị nhân sự thử thách, môi trường mê hoặc, quý vị không thắng nổi. Bản thân hiểu được không thắng được thì tôi tránh đi, tôi liền rút lui, cố gắng tiếp xúc ít. Đây chính là trí huệ. Có được định công này, có được trí tuệ này, ngăn cản được là điều có thể.
không có trí tuệ, không có định công, thì thêm một việc không bằng bớt một việc, bớt một việc không bằng không việc gì. Loại trí tuệ này có thể bảo hộ được bản thân. Đây là người bất định tụ. Bất định tụ chiếm đại đa số. Khi họ gặp thiện duyên, họ sẽ là người thiện. Họ gặp phải ác duyên, họ sẽ trở thành người ác. Nên nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu như xã hội này giáo hóa nếp sống cho tốt, có giáo dục thánh hiền, những bất định tụ này đều trở thành người tốt. Nếu như giáo hóa không thỏa đáng, thì xã hội đều biến thành người xấu. Giáo dục xã hội hiện tại, ai đang làm vậy? Truyền thông đang làm. Cho nên quý vị phải hiểu được xã hội này, quý vị xem truyền hình đang diễn là những gì, mạng internet truyền bá những gì, báo tạp chí đang đăng tải những gì, quý vị sẽ hiểu được tất cả. Đài Loan trước đây đề xướng phục hưng văn hóa truyền thống, có người hỏi thầy Phương phải bắt đầu từ đâu. Thầy Phương nói với những người này, đầu tiên phải đem truyền hình và những truyền bá của vô tuyến điện tất cả đều dừng lại hết. Báo chí phải đóng cửa, tạp chí phải ngăn cấm. Người ta nói như vậy không được, điều này không làm được. Thầy Phương cười cười nói, những thứ này ngày ngày đang phá hoại văn hóa truyền thống. Chỉ cần những thứ này còn, văn hóa truyền thống không thể nào phục hưng được. Thầy nói thật là hay. Chúng ta học văn hóa truyền thống còn có thể đạt được một chút lợi ích. Nguyên nhân gì? Họ có quyền cởi mở, chúng ta có quyền không tiếp thu. Truyền hình quý vị ngày ngày đều mở, tôi không xem. Tôi mấy mươi năm rồi không xem tivi, không nghe đài phát thanh. Cũng mấy mươi năm rồi không xem báo chí, không xem tạp chí, tôi có quyền không xem. Quý vị ngày ngày xem những thứ này, quý vị có thể không bị ảnh hưởng được sao? Cổ nhân nói rất hay, biết nhiều chuyện thì phiền não nhiều. Quý vị ngày ngày xem những thứ này, quý vị làm sao mà không sanh phiền não được? Quý vị làm sao mà có thể đắc được chánh định tụ? Tất cả đều cự tuyệt không xem nữa, tôi ngày ngày xem kinh Phật. Ngoài kinh Phật ra không xem gì khác. Như vậy tâm mới có thể định lại được, không bị truyền nhiễm. Nếu như ngày ngày xem những thứ đó, tiếp xúc với những thứ đó, thì quý vị bị loạn lâu rồi. Chẳng những không thể giảng sanh, ngay cả kinh điển giáo nghĩa cũng không hiểu, xem cũng không hiểu. Vì sao vậy? Nhân tâm loạn rồi, tâm cung kính không còn nữa. Không có tâm cung kính, tuy có nghe giảng, tuy có đọc kinh, cũng rất khó đạt được lợi ích. Tâm họ để đâu đâu, họ không thể tiếp thu. Cho dù có niệm Phật, một tràng hạt 108 tiếng danh hiệu Phật, họ cũng niệm không nổi. Họ niệm mấy tiếng liền quên mất, lại nghĩ những thứ khác. Một tràng hạt cũng niệm không xong.
thì một ngày làm sao mà niệm được mấy vạn tiếng? Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ lúc giảng sanh nửa năm đó, ông nói với tôi, ông mỗi ngày niệm 140.000 tiếng danh hiệu Phật. Đó là gì? Chánh định tụ. Niệm Phật đạt đỉnh điểm rồi, những tạp niệm đều niệm đi hết.